Aikido là một môn võ độc đáo, liên kết lý trí, tinh thần, duyên dáng và mạnh mẽ. Aikido nhấn mạnh sự bình an và hòa hợp hơn khi tấn công và bạo lực. Võ sư Hà Thúc Tâm đã từng huấn luyện cho nhiều võ sư trong hơn 20 năm qua tại Việt Nam và là thành viên Aikido trong ban giảng huấn tại Sài Gòn. Ông muốn mời gọi quý vị và các em đến với môn võ này tại võ đường Aikido ở 13133 Broadcast Street, Garden Road, 92843. Mọi chi tiết xin liên lạc 714-855-5298, 714-855-5298.